Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đại gia đình của Tiến Dũng mến chào tất cả quý vị. Hôm nay bé Gia Ngọc sẽ ra mắt với bà con mình. Hôm rày bà con cũng hỏi thăm bé có khỏe không? Thì sẵn đây cũng cho bà con mình biết. Đây bé Gia Ngọc chào bà con nhé. Hôm nay thì bé Gia Ngọc đã 5 tháng rồi. Bé Gia Ngọc hôm nay ba Dũng sẽ cắt tóc cho bé Gia Ngọc nha. Hôm rày ẵm bé Gia Ngọc ra ngoài trước ngồi em quý vị cũng hơi buồn buồn. Bà con ta chạy ngang cái ta hỏi: ủa bộ cháu ngoại của Tiến Dũng hả? Trời ơi, làm hai cho con quế hết sức ẵm vô luôn buồn hiu. Xong thưa vợ của Tiến Dũng gì nè quý vị đi ra ngoài đường á, ta hỏi: ủa bộ con gái của Tiến Dũng hả? Trời ơi, thêm một cái xấu hổ nữa. Bây giờ là ba sẽ cắt tóc cho con gái nha. Bữa nay á tóc dài rồi ngứa nè. Thôi bây giờ nè, bây giờ chào 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 đi ông con, bà đi chào con, đi con. chào ông bà coi. Chào nè, kìa, giờ máy kìa, giờ máy. Đó. Chào ông bà coi. Chào Kìa nha, nè, kìa đây kìa. nè, ba 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 Ngọc ba 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 ơi, Ngọc ba ơi. ba 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 Bây giờ ba cắt tóc cho con xong cái mẹ lên tắm cho con nha. Ha, chịu không? Chịu không? Chịu không? Ba không biết nha. Rồi bây giờ em ẵm con ha, cắt tóc cho cái ốc cho ngắn ngắn lên. Rồi đây chuẩn bị cắt tóc cho bé Nhà Ngọc nha quý vị. Đứng thôi em, đứng nhà vậy hả? Bé bé Nhà Ngọc hôm nay đã biết lặt rồi, đang tập bò nha các cô chú, đang tập bò tập lặt, kêu ba ba, kêu ba ba mama. Rồi giờ bà cắt cái ốc cho con ha, ngắn lên nè. Đó. Hôm nay cái ốc ra dài quá rồi ba ơi, nực quá ba ơi, thời tiết này nóng nực quá. Rồi ngoan nha, Gia Ngọc ngoan nha. Gia Ngọc ngoan nè. Đứng ngay đi con, đứng ngay giỏi nè. Đây. Ngoan quá Ngọc Lâu ơi. quá Gia Ngọc lâu quá ơi. mới cầm kéo là quý vị ơi. Gia Ngọc ơi. Ba 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 Gia Ngọc ơi. ba 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 Cô ba ơi, ba chừng chúng đau ba tai nhỏ nha. ba 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 Cô bá ham vui ba kìa. ba ba Cô ham ba vui kìa. ba Ham Gia vui. Hằng quay bên mặt của em nè. Ham vui kìa. Gia ba Ngọc ba ham vui kìa. Đứng im cho ba ba cắt ba kìa. Em con, em con. Nghe không? Nghe không? Im nha, im mà cắt nha. Ba ba kìa, nhìn nha, Nhìn nhìn chị nha, hai kìa, nhìn nhìn chị điện hai thoại kìa, kìa. nhìn chị hai kìa, nhìn Nhìn chị chị hai hai kìa, bà kìa. cắt cho. Ngọc ơi. Ham vui ha, chơi hoài ha. Ba 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 À, cứu ba à. Ham vui kìa Ngọc, ham vui quá. Bé Gia Ngọc nhìn lên con. Giỏi nè, Gia Ngọc ngoan nè. Rồi ngồi luôn rồi, Ngồi đứng luôn rồi rồi, mỏi chân rồi quý vị đứng ơi, rồi mỏi chân đứng rồi mỏi rồi. chân rồi nha. Ngồi đi, đúng bữa nay ngồi dễ cắt hơn em. Sáng tắm một cử, chiều tắm một cử, chiều tắm cho con trước 4 giờ, 4 5 giờ tắm nghe em, đừng để tắm tắm tối nha. Pa 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 Đây, ha 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 Máy này coi, máy này cũng còn ngắn ha. Họ cắt máy ha. Cắt yếu là cái ốt phải không? Cho nó gọn lên ha. Đừng có liếm tóc không mà con. Chị hai chịu khó quay phim giúp nha chị hai. Chị hai Gia Hằng ơi. Còn chị quay kìa, chị ngứa vậy chị quay Ngứa hả? Chuẩn bị đi tắm rồi đó.
Thôi im đi con Ngọc ơi. À, Ngọc với Ngọc ơi nè, bạn cắt tóc đẹp cho con. Nhìn chị Hai đi. Với Ngọc ơi. Nè, với Ngọc đẹp nè, thấy không? Rồi. Rồi còn còn gì tới được rồi em ơi. Hai chừng nữa nó dài cắt nữa. Chưa vậy cắt sát quá. Nhúng nhích nha, cũng hơi khó cắt. Chút nữa nha, chút nữa nha, chút nữa nha. Rồi được rồi, được rồi, được ba coi. Cái ót ngắn gọn lên gì được rồi. Một tháng cắt lần. Tắt ra. Rồi bây giờ bé bé Gia Ngọc chuẩn bị mẹ Linh. Mẹ Linh chuẩn bị pha nước tắm đi ha. Hai cho con mình ngồi tâm sự với quý ông bà cô bác chút xíu coi nha. Đây. Đây quý vị ơi. Bé Gia Ngọc hôm nay đã được 7 kg nha, 7 kg nè. Ta ta ta. Chào ông bà đi, chào ông bà cô bác đi, chào đi. Mẹ Linh đang pha nước cho con ha. Đây. Quý bà con của chúng ta nên thường ngày sử dụng cái sâm hồng này nè quý bà con ơi. Gia đình Tiến Dũng sử dụng rất là tốt. Tại vì hôm rày Tiến Dũng uống đó thì thấy cái giống như là nó hỗ trợ cho sức khỏe, mình thấy cái da mặt của mình nó hồng hơn. Nó hồng hơn và nó bổ máu cái gì. Tại vì cái sâm hồng này á là nó mọc thiên nhiên nha. Nó mọc thiên nhiên theo nơi những cái nơi triền núi. Thì ngày xưa thì cũng rất là nhiều ở các vùng ở núi cấm, nhưng mà bây giờ người ta biết cái công dụng của nó hay nên là bây giờ mấy nhà thuốc người ta cũng sử dụng rồi. Bây giờ rất là hiếm bà con sâm hồng này nè. Uống thứ nhất là hỗ trợ cho bà con là bổ máu rồi các cái khớp xương của mình á. Tại vì khi mà mình nấu cái sâm hồng này ra, nó ra cái nước màu hồng rất là đẹp, mà nó hơi nhờn nhờn, cái nước nó hơi nhựa nhựa nha. Cho nên là bà con uống thì nó hỗ trợ về các khớp xương rồi bổ máu, mát gan, nhuận trường, nói chung là mình thông tiểu. Và mấy anh thanh niên mình thì cũng hỗ trợ về sức khỏe nha. Tại vì nó cũng là hỗ trợ về thận. Cho nên là bà con mình cũng nên thường xuyên uống cái sâm hồng này. Đó, thì Tiến Dũng muốn chia sẻ đến quý vị một cái dược liệu thiên nhiên của vùng bảy núi. Chúng ta uống thì nó rất là tốt. Mỗi một lần uống đó bà con là 1 kg này á thì Tiến Dũng mua ở núi là 200.000. Thì 100g á 100g á thì bà con dùng cái củ sâm hồng này, chúng ta dùng cái cây dao á, chúng ta chỉ cần cạo sơ cái lớp vỏ mỏng này thôi. Cạo sơ lớp vỏ mỏng này thôi. Bắt đầu chúng ta sẽ rửa sạch thì chúng ta chặt ra từng lát. 100g thì chúng ta nấu với 2 lít nước nha bà con. 2 lít nước chúng ta nấu lên cho nó lửa vừa thôi. Khi mà nó sôi lên rồi thì chúng ta hạ lửa thấp xuống. Hạ lửa thấp xuống thì chúng ta để khoảng chừng 5 phút nữa. 5 phút nữa thì chúng ta có thể tắt lửa rồi. Thì một là chúng ta uống là uống ấm ấm nóng nóng. Hai thì chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là để đá mình uống thì vẫn ngon. Đó, cho nên là Tiến Dũng thì thường thường nấu một nước xong xuôi rồi cũng không bỏ. Mình tiếp tục mình đổ khoảng 1 lít nước nữa. Mình nấu thêm một nước thứ hai nữa vậy, 1 lít đến 1 lít rưỡi nước nha. Nấu thêm nước thứ hai nữa thì sâm nó cũng vẫn ra, nó cũng vẫn còn. Và đồng thời cái sâm này á thì nó có thêm một cái phương pháp là nếu mà chúng ta không nấu á thì chúng ta chặt ra từng lát chúng ta để vô cái thau nước đi. Thau nước thì chúng ta để vô trong cái ngăn mát tủ lạnh đó. Thì khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, thì cái sâm tươi này nè, cái nhựa nó cũng sẽ ra theo cái nước đó luôn. Cái đó là cái phương pháp mà chúng ta uống tươi á, uống tươi chúng ta không có cần nấu á thì làm như vậy. Còn mình muốn cho nó ra sâm nhanh hơn thì mình nấu thì nó sẽ ra cái chất sâm, nó sẽ nhanh hơn nha bà con đó. Thì cái người mà bán sâm đó bị người ta nói là cái những cái phần mà lát sâm này nè, củ sâm này nè, chúng ta cũng có thể nếu mà bà con mà ăn mặn ha thì cũng có thể hầm thịt được, hầm đuôi heo, giò heo rồi cũng vẫn tốt luôn nha bà con. Cái củ này nó rất là mềm,
khi mà chúng ta chặt ra rồi thì chúng ta nấu là nó mềm, chúng ta dẫn nấu canh rồi ăn cũng được luôn nha. Đó, nó tốt cho sức khỏe. Rồi mấy anh mà đi đào đó, anh nói đi đào nhiều khi mà đói bụng ở trên núi đó, vậy mà anh bẻ ra mà anh rửa mà anh ăn luôn, mà anh ăn sống luôn đó, anh ăn sống luôn cũng được nữa. Đây nè, bây giờ ví dụ như cái củ này nó, chúng ta thấy nè, khi mà mấy anh mà ăn sống đó, thì mấy anh lột cái vỏ này ra bỏ, mấy anh ăn cái thân ở trong nè. Còn chúng ta nấu nước thì chúng ta không nên bỏ cái vỏ này nha. Cái vỏ này rất là tốt nha bà con. Chúng ta chỉ cần cạo sơ cái lớp mỏng này nè. Đó, cạo sơ lớp mỏng này thôi nè. Lớp mỏng này nè. À, là chúng ta chặt ra chúng ta nấu rồi. Nhớ là đừng có bỏ cái vỏ sâm này nha. Cái vỏ này nó rất là dinh dưỡng nha bà con. Đó. Rồi, thì chúc cho bà con mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Và cũng thông báo cho quý bà con chúng ta biết thì hôm rày Tiến Dũng ăn chay cũng đã 2 tháng rồi, thì cũng tụt cân lại cũng khoảng 3 kg đó bà con. Nếu mà bà con nào mà muốn giảm cân mà nhanh mà có cái sức khỏe hiệu quả thì bà con cũng nên tập ăn chay. Ăn chay thì chúng ta ăn rau củ quả nhiều, chúng ta không có ăn những cái thịt mỡ động vật, thì đương nhiên là chúng ta phải giảm cân thôi, mà giảm cân một cách an toàn. Tại vì chúng ta vừa ăn chay nó tốt cho sức khỏe mà vừa tránh được cái nghiệp sát, tránh được cái nghiệp sát đó bà con ơi. Cho nên bà con mình muốn giảm cân và muốn sức khỏe thì bà con cũng nên tập ăn chay ha, ít nhiều. Rồi đồng thời chúng ta cũng nên hỗ trợ uống cái sâm hồng này. Tại vì 100g này thì chỉ có 20.000 thôi, mà chúng ta nấu nước uống cả nhà luôn. Chứ Tiến Dũng là ngày nào cũng nấu hết để cho trong gia đình uống. Uống là coi như uống thay nước trà đó gì. Thì sức khỏe rất là tốt. Ông gà đi núi là nó khỏe, rồi mình cúng lại những cái khớp xương của mình á, nó không có kêu lục cục như lúc trước nữa. Nó rất là êm, mà mình đi núi cũng khỏe luôn. Mà mình thấy cảm thấy là đặc biệt là cái da mặt có thì quý vị, da mặt của Tiến Dũng nó hồng lên. Giống như là nó bổ sung gì, nó bổ máu mà. Cho nên là mình thấy sức khỏe rồi tinh thần mình nó cũng phấn chấn hơn và nó cũng mạnh mẽ hơn bà con. Rồi giờ thì giờ đây Tiến Dũng chúc cho bà con mình lúc nào cũng có được sức khỏe, uống những cái bài thuốc gia truyền, những cái thảo dược của thiên nhiên để mà giữ gìn sức khỏe tốt. Bởi vì hiện giờ thì chúng ta ăn uống cái gì cũng đều là có quá chất hết. Chẳng hạn như là thịt cá bây giờ cũng nuôi là toàn là tăng trọng tăng trưởng, rồi là bảo quản đó. Chúng ta ăn đồ hộp thì cũng toàn là bảo quản với phẩm màu. Rồi rau quả bây giờ thì cũng xịt thuốc cho nó tăng trọng tăng trưởng lên và giữ cho nó lâu. Cho nên là bà con cũng cần phải thải độc với những cái thành phần thiên nhiên, chẳng hạn như là củ sâm hồng này, nó lọc máu, là tức là nó đã có những cái thành phần như là lọc máu bổ máu, thì nó phải có thải độc tố của mình trong cơ thể mình ra theo đường tiểu tiện, mình đi tiểu rất là thông nó. Thì cho nên là bà con cũng nên hỗ trợ về sâm hồng nha. Rồi cầu chúc cho bà con thật nhiều sức khỏe. Giờ đây thì Tiến Dũng thái mến chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.